Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Tin Nhanh Quốc tế số ngày 7 tháng 5 để cập nhật những thông tin nóng nhất trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây. Giáo hoàng Francis xấu hổ vì Mỹ dùng từ mẹ để miêu tả bom. Chó cũng tham gia biểu tình trước thềm bầu cử Pháp. Lập kỷ lục chạy marathon trong 2 tiếng đồng hồ. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5, giáo hoàng Francis nói mình cảm thấy xấu hổ khi biết một quả bom lại có biệt danh là mẹ của mọi thứ bom. Phát biểu trước các sinh viên tại Vatican, giáo hoàng Francis chỉ trích cách quân đội Mỹ đặt tên cho một loại bom phi hạt nhân lớn nhất của mình là mẹ của mọi thứ bom. Giáo hoàng nói, tôi thấy xấu hổ khi nghe người ta gọi quả bom bằng cái tên như vậy. Một người mẹ mang đến cho ta cuộc sống, còn thứ này chỉ mang đến cái chết chóc, vậy mà chúng ta gọi nó là mẹ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Vào tháng 4, không quân Mỹ đã thả một quả bom như vậy xuống các phiến quân thuộc lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở miền đông của Afghanistan. Biệt danh cho quả bom này được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc họp và báo cáo về vụ tấn công. Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vào ngày 24 tháng 5 tới để thảo luận về vấn đề nhập cư, người tị nạn và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5, ngay trước ngày bầu cử Tổng thống Pháp, hàng trăm con chó cùng chủ nhân đã biểu tình phản đối ứng cử viên thuộc phe cực hữu. Một nhóm người biểu tình trên đường phố London đã mang theo đàn chó để cùng kêu gọi cử tri Pháp đừng bầu cử cho ứng viên Tổng thống phe cực hữu Marine Le Pen. Hàng trăm con chó cùng các chủ nhân mang khẩu hiệu thú cưng chống Le Pen đã tham gia cuộc biểu tình tại công viên Hampstead Heath. Cuộc biểu tình do một nhóm hoạt động mang tên Power for Effect tổ chức. Theo người phát ngôn của nhóm, họ khởi xướng hoạt động kêu gọi này để phản ứng lại việc các ngôn từ thù ghét xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền thông đại chúng. Vấn đề quan trọng là mọi người có thể nói ra suy nghĩ của mình và nếu chúng ta có thể làm điều đó thông qua chó hay mèo thì rất tuyệt. Vòng cuối của bầu cử Pháp sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 7 tháng 5. Thưa quý vị, hôm 6 tháng 5, gần 400 người di cư đã được cứu và đưa về cảng Catania tại thành phố Sicily, Ý sau khi bị trôi dạt trên biển. Ngoài 400 người di cư này, tàu cứu hộ thuộc một tổ chức phi chính phủ còn đưa lên bờ một thi thể của một thiếu niên người Gambia, người được cho là đã bị các tay buôn người bắn chết chỉ bởi vì chúng muốn lấy mũ lưỡi trai của cậu. Các tàu cứu hộ nhân đạo phi chính phủ đã hứng chịu nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây tại Ý. Công tố viên trưởng của vùng Catania, ông Camelo Zuccaro, đang mở một cuộc điều tra về việc liệu có mối liên hệ giữa các tổ chức phi chính phủ và những kẻ buôn người. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ đã bác bỏ các cáo buộc và tiếp tục thúc giục các chính phủ hành động để đưa người di cư đến châu Âu một cách hợp pháp và an toàn, tránh nhiều rủi ro. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 1.000 người di cư đã chết hoặc mất tích trong khi băng qua biển Địa Trung Hải trong năm nay. Dù điều kiện về thời tiết xấu và biển động, nhưng số người di cư vẫn tăng lên ở mức 181.000 người, tăng khoảng 30% tính từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm 2016. Kính thưa quý vị, hôm 6 tháng 5, một sĩ quan cảnh sát đã bị thương sau khi bị bắn vào mặt tại một nhà nghỉ thuộc thành phố Raintree, bang Massachusetts của Mỹ. Theo các nhà chức trách, viên sĩ quan này đang làm nhiệm vụ kiểm tra một đối tượng có thể đang bị truy nã ở nhà nghỉ này thì bất ngờ bị bắn vào mặt. Cảnh sát trưởng ông Paul Stantasti cho biết hiện tình trạng của cảnh sát trên đã ổn định và thương tích của anh không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát bang cùng đội cảnh sát đặc biệt SWAT đã đến hiện trường, nơi nghi can vẫn còn ở trong một phòng của nhà nghỉ. Theo cảnh sát trưởng, mọi người đã được sơ tán an toàn và không có mối đe dọa cho công chúng. Thưa quý vị và các bạn, vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge vừa chạy hết quãng đường đua marathon trong 2 giờ 25 phút, phá vỡ kỷ lục cũ. Đây là hình ảnh vận động viên Eliud Kipchoge vượt qua vạch đích tại một sự kiện thể thao diễn ra ngày 6 tháng 5 tại Ý. Anh đã phá kỷ lục chạy marathon nhanh nhất, vượt qua quãng đường 42,195 km trong 2 giờ 25 giây. Tuy vậy, anh đã không đạt được mục tiêu chinh phục đường chạy marathon với thời gian dưới 2 giờ. Vào năm 2014, tạp chí Runner's World đã dự đoán rằng phải đến năm 2075 mới có thể có vận động viên marathon vượt qua được mốc 2 giờ trong điều kiện đua bình thường. Để đạt được mốc 2 tiếng đồng hồ, vận động viên phải chạy được một dặm, tức là 1.600 m trong thời gian 4 phút 35 giây.
Sự kiện này do công ty Nike tổ chức để quảng bá cho một loại giày mới. Đối thủ của Nike là Adidas cũng đang có kế hoạch tài trợ cho việc phá kỷ lục này. Bản tin tin nhanh quốc tế sáng ngày 7 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Huy Bùi cùng ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.